Tôi xin vắn tắt, sẽ có lẽ chừng 3 phút thôi. Đây là điếu văn thương tiếp nhà văn nhà thơ Hà Bỉnh Chương. Kính thưa quý vị, tôi được biết nhà thơ nhà văn Hà Bỉnh Chương cách đây 10 năm. Hình như tôi là người duy nhất trong hội nhiếp ảnh được ông mời đến nhà, và từ đó chúng tôi thân nhau. Không một buổi lễ phát bằng nhiếp ảnh nào của khóa học mà không có sự hiện diện của ông, mà cũng không có một buổi ra mắt sách nào của ông mà tôi không đến dự. Lần cuối cùng tôi tham gia buổi ra mắt sách của ông là ngày 29 tháng 10 năm 2011, cách đây vỏn vẹn chỉ có 6 tháng. Ông rất dũng mãnh trên thi trường. Ông là người tình muôn thuở của những nàng thơ, cho nên trong bài thơ Xuân Muộn đăng trong báo Xuân Kỷ Nguyên Mới số 131 tháng 2 năm 2012, hình như ông biết sức khỏe của mình không còn. Ông viết: năm nay trời lạnh bốn bề, nắng vàng gió dữ, không về với xuân. Xin lỗi quý vị. Bình thường á, mỗi khi xuân về á, thì ông thường hay trêu cợt với nàng xuân như ông đã từng làm. Nhưng ông lại viết: vài hôm nắng ấm đẹp trời, vài hôm tuyết trắng lại rơi bất ngờ. Có phải là ông biết sức khỏe của mình có lúc tốt, có lúc không? Có lúc ông ngồi trong phòng, và cũng có lúc ông đi ra ngoài sân ngắm hoa. Ông lại viết những câu cuối cùng như thế này: muộn màng trời xám âm u, lạnh run hoa lá vội thu ẩn mình. Phải chăng ông đã biết ngày ra đi của mình? Tiếc thay, sự ra đi của ông đã để lại không biết bao nhiêu sự thương tiếc của bạn bè, bằng hữu và gia đình. Ông cũng là một chiến sĩ trong việc phát huy văn hóa Việt Nam tại hải ngoại. Xin nêu một vài sự đóng góp của ông. Ông là người sáng lập viên của Câu lạc bộ Văn học Nghệ thuật Việt Nam. Ông cũng là sáng lập viên Nhà Việt Nam. Ông là sáng lập viên của Việt San Kỷ Nguyên Mới. Nói đến công lao của ông đóng góp thì quý vị đã nói hết rồi. Và thi ca Việt Nam thì phải kể từ những thập niên 50 khi ông mới bắt đầu làm thơ. Thì theo tôi biết là ông có 12 tập truyện dài và ngắn, 3 tập thơ dịch Anh Pháp Hoa, 11 tập thơ sáng tác, 1 tập thơ Anh Ngữ, 1 tập kịch thơ. Ngoài ra ông còn biên thảo về ngôn ngữ và thơ Việt. Trong cuốn Những Nàng Thơ vừa mới xuất bản thì trong đó có một bài thơ Những Nàng Thơ Dễ Thương, thì ông viết là: tôi may mắn có một nàng thơ, người đã yêu tôi thật bất ngờ. Tại sao có một nàng thơ vậy? Trong những ngày tháng cuối cùng, ông chợt nhận thức rằng ông chỉ có một nàng thơ. Theo tôi nghĩ đó là vợ ông đang chờ đợi ông. Kính chúc anh được về với nàng thơ duy nhất của tình yêu trong sáng, tuyệt vời và vĩnh cửu. Sơn Vũ kính bái.